Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online Đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập ôn thi toán nâng cao của môn toán lớp 5 Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa trang 137 bài luyện tập Thì đầu tiên em làm bài tập số 1 tính A nhỏ 3 giờ 14 phút nhân với 3 Thì đây là phép nhân Số đo thời gian Với một số Em đặt tính và thực hiện Phép tính như sau Ở đây em nhân giờ trước hay là nhân phút trước cũng được 14 phút nhân với 3 3 nhân 4 bằng 12 Viết 2 nhân 1 3 nhân 1 đồng 3 thêm 1 là 4 14 phút nhân với 3 thì bằng 42 phút. Bây giờ các em nhân giờ. 3 giờ nhân với 3. 3 nhân 3 bằng 9. Như vậy là bằng 9 giờ. 3 giờ 14 phút nhân 3 thì bằng 9 giờ 42 phút. Tiếp theo các em sang câu B là 36 phút 12 giây chia cho 3 bằng bao nhiêu? Phép chia số đo thời gian cho một số. Các em chia từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên các em chia phút trước lấy 36 phút chia cho 3 3 chia 3 bằng 1 viết 1 sau đó lấy 1 x 3 bằng 3 và lấy 3 chia 3 bằng 0 tiếp tục hạ 6 xuống lấy 6 chia 3 bằng 2 sau đó lấy 2 x 3 bằng 6 và lấy 6 chia 6 bằng 0 như vậy 36 phút chia cho 3 thì bằng 12 phút tiếp theo em hạ 12 giây xuống để chia 12 giây chia cho 3 các em lấy 12 chia 3 bằng 4. Như vậy 12 giây chia cho 3 thì bằng 4 giây. Sau đó các em lấy 4 nhân 3 bằng 12 và lấy 12 trừ đi 12 bằng 0. Như vậy là 36 phút 12 giây chia cho 3 thì bằng 12 phút 4 giây. Tiếp theo các em sang câu C là 7 phút 26 giây nhân với 2 bao nhiêu đầu tiên em nhân dây trước lấy 26 giây nhân với 2 thì 26 nhân với 2 bằng 52 tức là 52 giây tiếp theo em nhân phút là 7 phút nhân với 2 7 nhân 2 bằng 14 tức là 14 phút như vậy 7 phút 26 giây nhân với 2 bằng 14 phút 52 giây tiếp tục em sang câu D 14 giờ 28 phút chia cho 7 em chia từ trái sang phải đầu tiên em chia giờ trước sau đó chia phút sau lấy 14 giờ mà chia cho 7 thì em thực hiện phép chia là 14 chia 7 bằng bằng 2 tức là bằng 2 giờ sau đó em lấy 2 x 7 bằng 14 và 14 trừ 14 bằng 0 tiếp tục em hạ 28 phút xuống để chia 28 phút chia cho 7 em lấy 28 chia 7 bằng 4 tức là 4 phút sau đó em lấy 4 x 7 bằng 28 và lấy 28 trừ đi 28 bằng 0 như vậy là 14 giờ 28 phút chia cho 7 thì bằng 2 giờ 4 phút. Tiếp theo các em sang bài tập số 2 tính a nhỏ mở ngoặc 3 giờ 40 phút cộng với 2 giờ 25 phút đóng ngoặc nhân với 3. Thì để thực hiện việc tính giá trị của một biểu thức bất kỳ khi có dấu ngoặc thì các em nhớ là thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước, sau đó mới thực hiện phép tính ở bên ngoài dấu ngoặc sau. Cụ thể ở đây, các em lấy 3 giờ 40 phút cộng với 2 giờ 25 phút trước Được bao nhiêu? Các em mới nhận đi 3 Thì các em sẽ lấy dây nháp và thực hiện phép tính ở bên trong dung hoặc trước 3 giờ 40 phút cộng với 2 giờ 25 phút Các em cộng như sau Ở đây các em sẽ cộng như sau 40 cộng 25 bằng 65 phút 3 cộng 2 bằng 5 giờ

Như vậy, các em phải đổi 195 phút ra giờ. Bằng cách lấy 195 chia cho 60. 1 giờ là 60 phút, như vậy các em chia cho 60. 195 chia 60 thì bằng 3 và dư 15. Tức là 195 phút thì bằng 3 giờ và 15 phút. Như vậy 15 giờ 95 phút thì sẽ bằng các em lấy 15 cộng thêm 3 bằng 18 giờ. Và ở đây lẻ là 15 phút. Do đó kết quả của phép tính bằng 18 giờ 15 phút. Câu A e, đầu tiên các em thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước. 3 giờ 40 phút cộng với 2 giờ 25 phút. Thì các em vừa tính được à, dưới nhấp là bằng 5 giờ 65 phút. Sau đó các em nhân với 3. Thì 5 giờ 65 phút nhân với 3. Thì 5 giờ 65 phút nhân với 3 bằng 15 giờ 195 phút. 15 giờ 195 phút các em đổi ra bằng 18 giờ 15 phút. Tiếp theo các em sang câu B, 3 giờ 40 phút cộng với 2 giờ 25 phút nhân với 3 bằng bao nhiêu? Biểu thức này không có dấu ngoặc, có phép cộng và phép nhân. Như vậy các em thực hiện phép nhân trước, sau đó mới thực hiện phép cộng sau. Tức là 3 giờ 40 phút các em giữ nguyên. Bây giờ các em thực hiện phép nhân là 2 giờ 25 phút nhân với 3 trước, thì 2 giờ nhân 3 thì bằng 6 giờ. 25 phút nhân 3 bằng 75 phút. Bây giờ các em mới thực hiện phép cộng là 3 giờ 40 phút cộng với 6 giờ 75 phút. 3 cộng 6 bằng 9 giờ. 40 cộng với 75 bằng 115 phút. 9 giờ 115 phút. Thì các em nhận thấy 115 phút nó lớn hơn 60 phút. Mà 60 phút thì bằng 1 giờ. Như vậy các em lấy 115, các em chia cho 60 bằng 1 và dư 55 tức là 115 phút thì bằng 1 giờ 55 phút. Như vậy em lấy 9 giờ cộng với 1 giờ 55 phút thì bằng 10 giờ 55 phút. Tiếp theo em sang câu C, mở ngoặc 5 phút 35 giây cộng với 6 phút 21 giây đóng ngoặc chia cho 4. Biểu thức này có dấu ngoặc như vậy em thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước, sau đó em mới thực hiện phép chia ở bên ngoài dấu ngoặc sau. Thì 5 phút cộng với 6 phút thì bằng 11 phút. 35 giây cộng với 21 giây thì bằng 56 giây. Bây giờ lấy 11 phút 56 giây chia cho 4. Các em nháp. 11 phút 56 giây chia cho 4 thì bằng bao nhiêu? Các em chia từ trái sang phải. 11 phút chia cho 4. 11 chia 4 được 2 lần tức là 11 phút chia cho 4 thì bằng 2 phút. Sau đó em lấy 2 nhân 4 bằng 8 và lấy 11 trừ đi 8 thì bằng 3 phút. Như vậy 11 phút chia cho 4 bằng 2 phút và dư 3 phút. Bây giờ các em đổi 3 phút bằng 180 giây. 3 nhân 60 bằng 180 giây. Sau đó các em lấy 56 giây cộng thêm 180 giây thì bằng 236 giây. Bây giờ các em lấy 236 giây các em chia cho 4. Lấy 23 chia 4 thì bằng bằng 5. Sau đó lấy 5 x 4 bằng 20 và lấy 23 x 20 bằng 3. Tiếp tục hạ 6 xuống được 36. Lấy 36 chia cho 4 bằng 9. Sau đó lấy 9 x 4 bằng 36 và lấy 36 x 36 bằng 0. Như vậy là 11 phút 56 giây chia cho 4 thì bằng 2 phút 59 giây. Vậy kết quả bằng 2 phút 59 giây. Tiếp theo các em sang câu D là 12 phút 3 giây nhân 2 cộng với 4 phút 12 giây chia 4. Ở đây các em thực hiện phép nhân, sau đó thực hiện phép chia, cuối cùng các em mới thực hiện phép cộng, tức là cộng hai kết quả lại với nhau. 12 phút 3 giây nhân với 2. Thì các em nhân phút trước. 12 nhân 2 bằng 24 phút. 3 giây nhân 2 bằng 6 giây. Tiếp theo là 4 phút 12 giây chia cho 4. 4 chia 4 bằng 1. Tức là 1 phút. 12 chia 4 bằng 3, tức là 3 giây. Bây giờ các em lấy 24 phút 6 giây cộng với 1 phút 3 giây. 24 phút cộng với 1 phút bằng 25 phút. 6 giây cộng với 3 giây bằng 9 giây. Như vậy kết quả bằng 25 phút 9 giây. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm, lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó làm được trong bao nhiêu thời gian? Thì đầu tiên em tóm tắt nội dung của bài toán. lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm tương ứng với 7 phần bằng nhau. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm tương ứng với 8 phần như thế. 7 sản phẩm lần thứ nhất, 8 sản phẩm lần thứ hai. Cả hai lần làm được là 7 cộng 8 bằng 15 sản phẩm. Mà mỗi sản phẩm làm hết thời gian là 1 giờ 8 phút. Như vậy, người ta hỏi là cả hai lần thì người đó làm xong bao lâu? Muốn tính thời gian mà cả hai lần người đó làm được là bao lâu? Thì có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là các em tính tổng sản phẩm mà người đó làm được trong hai lần. Tức là lấy 7 cộng 8 bằng 15 sản phẩm. Mà mỗi sản phẩm là làm mất là 1 giờ 8 phút. Như vậy là muốn tính thời gian người đó làm trong bao lâu thì các em lấy 1 giờ 8 phút các em nhân với 15. Tức là nhân với 15 sản phẩm. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các em làm các em tính xem là làm 7 sản phẩm thì mất bao nhiêu thời gian. Sau đó làm 8 sản phẩm thì mất bao nhiêu thời gian và cuối cùng các em cộng hai thời gian đó lại với nhau. Cứ một sản phẩm là hết 1 giờ 8 phút, như vậy 7 sản phẩm sẽ hết thời gian là 1 giờ 8 phút nhân với 7. 8 sản phẩm sẽ hết thời gian là 1 giờ 8 phút nhân với 8 và cuối cùng các em cộng hai kết quả đó lại với nhau thì các em tìm được là cả hai lần người đó làm trong bao nhiêu thời gian. Bây giờ các em giải bài toán theo cách thứ nhất thì cách này nó ngắn gọn hơn. Cả hai lần người đó làm được số sản phẩm là lần thứ nhất làm được 7 sản phẩm, lần thứ hai làm được 8 sản phẩm. Như vậy cả hai lần làm được là 7 cộng 8 bằng 15 sản phẩm. Do đó cả hai lần người đó phải làm trong thời gian là hoặc là người đó làm 15 sản phẩm hết thời gian là một sản phẩm là mất 1 giờ 8 phút, như vậy 15 sản phẩm thì các em nhân lên 15 lần. 1 x 15 bằng 1 x 15 bằng 15 giờ 8 x 15 bằng 120 phút 15 giờ 120 phút thì các em nhận thấy 120 phút chia cho 60 bằng 2 tức là 120 phút thì bằng 2 giờ 15 giờ mà cộng thêm 2 giờ thì bằng 17 giờ như vậy các em đáp số là 17 giờ tiếp tục các em giải bài toán theo cách thứ hai cách này các em tham khảo thôi Thời gian người đó làm 7 sản phẩm là một sản phẩm hết 1 giờ 8 phút, như vậy 7 sản phẩm thì các em nhân với 7. 1 giờ 8 phút nhân với 7, 1 giờ nhân 7 bằng 7 giờ. 8 phút nhân với 7 thì bằng 56 phút. Như vậy 1 giờ 8 phút nhân 7 bằng 7 giờ 56 phút. Thời gian người đó làm 8 sản phẩm là lấy 1 giờ 8 phút nhân với 8. 8 nhân 1 bằng 8. 8 nhân 8 bằng 64 tức là 1 giờ 8 phút nhân với 8 thì bằng 8 giờ 64 phút. 64 phút thì bằng 1 giờ 4 phút. Như vậy 8 giờ 64 phút thì bằng 9 giờ 4 phút. 9 giờ 4 phút. Rồi bây giờ em tính thời gian người đó làm trong hai lần là lần thứ nhất là hết 7 giờ 56 phút. Lần thứ hai là hết 9 giờ 4 phút. 7 giờ 56 phút cộng với 9 giờ 4 phút thì bằng 7 cộng 9 bằng 16 giờ. 56 phút mà cộng với 4 phút bằng 60 phút, 60 phút tức là 1 giờ. 16 giờ cộng thêm 1 giờ bằng 17 giờ. Như vậy các em có đáp số là 17 giờ. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng. Tức là các em thực hiện phép so sánh. Đầu tiên, các em so sánh 4,5 giờ với 4 giờ 5 phút. thì để so sánh được thì các em phải đổi 4,5 giờ bằng bằng mấy giờ mấy phút. Các em biết là 4,5 thì bằng 4 cộng với 0,5. Tức là bằng 4 giờ cộng với 0,5 giờ. 0,5 giờ tức là nửa giờ, nửa giờ là 30 phút. Như vậy 4,5 giờ bằng 4 giờ 30 phút. 4 giờ 30 phút so với 4 giờ 5 phút thì 4 giờ 30 phút sẽ lớn hơn. Cùng là 4 giờ 30 phút lớn hơn 5 phút. Tiếp theo là 8 giờ 16 phút trừ đi 1 giờ 25 phút so sánh với 2 giờ 17 phút nhân với 3. Thì các em cứ thực hiện phép tính ở hai bên, hai hai vế, sau đó các em so sánh với nhau. Các em lấy giấy nháp ra, thực hiện phép tính 8 giờ 16 phút trừ đi 1 giờ 25 phút trước. Ở đây các em lưu ý là 16 phút không thể trừ được 25 phút, như vậy các em phải làm thế nào? Các em phải tách 1 giờ từ 8 giờ ra. Như vậy 8 giờ 16 phút sẽ bằng 7 giờ 76 phút. Tại sao 8 giờ 16 phút lại bằng 7 giờ 76 phút? Bởi vì 8 giờ tách ra 1 giờ thì còn 7 giờ. 1 giờ tách ra các em đổi thành 60 phút, các em cộng thêm 16 thì bằng 76 phút. Bây giờ các em lấy 7 giờ 76 phút mà trừ đi 1 giờ 25 phút thì bằng 7 trừ 1 bằng 6 giờ. 76 trừ đi 25 bằng 51 phút. Như vậy vế bên trái bằng 6 giờ 51 phút. Tiếp theo là các em tính vế bên phải. 2 giờ nhân với 3. 2 giờ nhân 3 thì bằng bằng 6 giờ. 17 phút nhân với 3 thì bằng 51 phút. Như vậy. Như vậy cả hai vế đều bằng 6 giờ 51 phút, do đó các em điền dấu bằng. Tiếp theo là em so sánh 26 giờ 25 phút chia cho 5 với lại 2 giờ 40 phút cộng với 2 giờ 45 phút. Thì các em cũng thực hiện phép tính ở hai vế, sau đó các em so sánh với nhau. Vế bên trái là 26 giờ 25 phút chia cho 5. Các em nháp. 26 chia cho 5 bằng 5. 5 x 5 bằng 25 và 26 trừ 25 bằng 1. Tức là 26 giờ chia cho 5 thì bằng 5 giờ và dư 1 giờ. Bây giờ các em đổi 1 giờ bằng 60 phút, sau đó các em cộng với 25 phút ở trên. Thì các em được là 25 cộng với 60 bằng 85 phút. Sau đó các em lấy 85 chia cho 5. 8 chia 5 bằng bằng 1. 1 nhân 5 bằng 5. 8 trừ 5 bằng 3. Hạ 5 xuống được 35. Lấy 35 chia 5 bằng 7. Sau đó lấy 7 nhân 5 bằng 35 và lấy 35 trừ 35 bằng 0. Như vậy 85 phút chia cho 5 thì bằng 17 phút. Ở đây 26 giờ 25 phút chia cho 5 thì bằng 5 giờ 17 phút. 5 giờ 17 phút. Tiếp theo là các em thực hiện phép tính ở phía bên tay phải. 2 giờ 40 phút cộng với 2 giờ 45 phút. Các em lấy 2 giờ cộng 2 giờ bằng 4 giờ. 40 cộng với 45 bằng 85 phút. 85 phút thì bằng 1 giờ 25 phút. Như vậy, các em lấy 4 giờ cộng thêm 1 giờ bằng 5 giờ. Và lẻ ở đây là 25 phút. Vế bên phải bằng 5 giờ 25 phút. Vế bên trái là 5 giờ 17 phút. Thì 5 giờ 17 phút bé hơn 5 giờ 25 phút. Các em điền dấu bé hơn. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên truy cập vào trong web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập ôn thi toán nâng cao của môn toán lớp 5. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.